Chào các bạn, hôm nay Khang Audio tiếp tục chia sẻ với các bạn một dòng sản phẩm loa mới do Khang Audio sản xuất theo sự gợi ý của những cái người chơi audio nổi tiếng ở Đức. Đôi loa Khang Audio sử dụng và giới thiệu ngày hôm nay có tên là loa ván hở sử Isophone, dòng loa 3 đường tiếng. Đôi loa này có cấu tạo và được thiết kế kiểu dáng hiện đại, hình tháp và vật liệu để làm nó là gỗ MDF và hoàn thiện bằng gỗ óc chó đánh vét ni sơn phủ bóng mờ. Đôi loa Isophone do Khang làm dự án này là dòng loa đồng bộ 3 đường tiếng của hãng Isophone sản xuất năm 1958. Phối ghép giữa các cái củ loa với nhau được phân tần bởi các cái tụ cắt tần thuần túy cho loa bass với tụ 100mi, cho loa chép 2,20, loa chung là không phân tần. Đôi loa này sở dĩ là loa ván hở được thực hiện và phối ghép với âm ly đèn để nhằm một mục đích, đó chính là tạo ra được những chất âm thanh tự nhiên analog thuần túy và các cái giải tần âm thanh được phô diễn một cách là rất là đầy đủ. Báo cáo cho biết rằng là giải tần âm thanh của đôi loa này được thể hiện từ khoảng độ 40Hz cho đến 18.000Hz. Đôi loa toàn giải Isophone 3 đường tiếng dòng ván hở này Khang Audio có phối ghép với âm ly bóng đèn, dòng bóng ba cực đốt trực tiếp. Tên của dòng bóng đoạn này đó chính là bóng 2E22, cũng ra do Khang Audio thực hiện. Trên đây là toàn bộ nội dung video clip do Khang Audio muốn chia sẻ đến các bạn chơi về dòng loa ván hở Isophone 3 đường tiếng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và sau đây xin các bạn nghe thử một chút